Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao Trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn cùng admin điểm qua về tin chính trong ngày hôm nay Xác nhận mẫu ưu điểm ngày đón tân binh Hai chữ ký sẽ giúp Eric Ten Hag nâng tầm Manchester United Xác nhận Mitchell Van Der chia tay Manchester United Và còn rất nhiều thông tin khác sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem Xác nhận mẫu ưu điểm ngày đón tân binh Manchester United đang hoạt động tích cực trong những ngày qua Quỷ đỏ tự tin ký hợp đồng với hậu vệ Matic Danic của Bayern Munich một đại đề nghị mới từ đội chủ sân Old đã bị từ chối cho hợp vệ Zara Bronwet của Everton trong khi Nin chấp nhận lời đề nghị của câu lạc bộ nước Anh dành cho thần đồng Nerito. Tuy nhiên, tân binh đầu tiên trong mùa hè của 2024 của MU nhiều khả năng sẽ là tiền đạo Jon Sutiji của Bologna. Một thỏa thuận đang tiến gần hơn bao giờ hết khi tuyển thủ Hàn Lan có điều khoản giải phóng 34 triệu bảng trong hợp đồng. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết qua trang cá nhân. Ban Châu tất sẵn sàng cho bộ Dung Di trong vài ngày tới, không có vấn đề gì cả. Hợp đồng sẽ có hiệu lực, hợp đồng sẽ có hiệu lực đến tháng 6 năm 2029 sau khi hoa hồng và tiền lương đã được thỏa thuận vào tuần trước. Các bước chính thức với Bologna sẽ được thực hiện trong tuần này, cho dù đó có là điều khoản giải phóng hay cấu trúc khác. Hai chữ ký sẽ giúp Erik ten Hag nâng tầm Man United. Man United cần nổi sắc về nối chơi, cải thiện thành tích, đó là nhiệm vụ hàng đầu đối với Erik ten Hag khi vị chiến lược gia người Đan đặt bút ký gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford. Danh hiệu FA Cup trong mùa giải 2023-2024 không thể xóa đi hạn chế nhược điểm trong lối chơi của Man United. Quỷ đỏ có nhiều mặt trình diễn nhạt nhòa, vô hồn trong cách thức triển khai bóng, thiếu sự gắn kết và ý tưởng ở các tuyến. Erik ten Hag có cơ sở khi nhận định việc thiếu vắng nhiều trụ cột bởi chấn thương, vô hình chung khiến Man United suy giảm sức mạnh, hàng tiền vệ không đủ chắc chắn, khả năng pressing trước các đối thủ. Trong khi đó, vị trí hậu vệ trái trở thành bài toán đau đầu với Erik ten Hag khi nóc liên tục ngoài ngoài bởi chấn thương. Việc bố trí Aaron Wan-Bissaka chơi hậu vệ trái đơn thuần chỉ mang tính giải pháp chữa cháy. Eric Chan có những lựa chọn tiềm năng trên thị trường nhượng để giải quyết những yêu cầu trên. Bộ đôi Manuel Utega và Ben trở thành gợi ý khả dĩ nhất cho Quỷ Đỏ. Eric Chan có những lựa chọn tiềm năng trên thị trường nhượng để giải quyết những yêu cầu trên. Bộ đôi Manuel Ugarte và Ben trở thành những gợi ý khả dĩ cho Quỷ Đỏ. Thời gian qua, cái tên Manuel Ugarte được liên hệ đến Manchester United, tiền vệ người Uruguay có khả năng chia tay Paris Saint-Germain một năm sau khi cập bến. PSG và Manchester United có thể nhanh chóng tốt thỏa thuận nếu đưa ra lời đề nghị đủ sức nặng dành cho PSG. Sự hiện diện của Ugarte hứa hẹn sẽ giúp Man United giải quyết vấn đề bài toán khu trung tuyến. Tiền vệ người Uruguay sẽ thay thế Casemiro đóng vai trò mỏ neo ở khu vực trung tâm giữa sân. Một tiền vệ đánh chặn xuất sắc, sắc có phần giúp che chắn bộ tứ vệ và không thành nội nhà. Bên cạnh đó, Ugarte còn sẽ giải phóng, giúp những đôi chân của Bruno Fernandes hay Mason Mount có thể thoải mái chơi nhô cao, đa sáng tạo và tự do hơn. Nhà báo Fabrizio Romano cho hay, PSG sẵn sàng để Ugarte ra đi. Về phía Ugarte, cậu ấy muốn gia nhập Man United dù không được tham dự C1. Bên cạnh vị trí số 6, Ten Hag cần chú trọng tăng cường sát thương ở hành lang cánh trái. Ben Chilwell trở thành gợi ý đang cân nhắc dành cho Man United. Hậu vệ người Anh có khả năng dâng cao, tấn công rất ấn tượng, hứa hẹn mang đến làn gió mới mẻ, nguồn năng lượng ở cánh trái cho Man United. Sự hiện diện của Ben Chilwell góp phần thành mối liên kết những Marcus Rashford và Alejandro Garnacho. Việc có thêm Ben Chilwell trong đội hình sẽ giúp Erik Ten Hag bớt nỗi lo no về thể trạng của Nuxo. Mặc dù vậy, tiền sử chấn thương dày đặc nơi Chilwell sẽ trở thành hạn chế lớn của anh để vẫn tạm đẩy đỉnh cao, Chiuwell cần chăm sóc cơ thể tốt hơn, duy trì thể trạng sung mãn trong xuyên suốt mùa giải. Ugate và Chiuwell có thể không phải câu trả lời giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề của Man United, thế nhưng việc tiếp cận họ cho thấy quỷ đỏ đang đi đúng hướng. Xác nhận, Mitchell van der Gaat chia tay Manchester United. Ruud van Dittadoy đã trở lại Manchester United làm việc cho huấn luyện viên Erik ten Hag, cựu cầu thủ 47 tuổi nổi lên như một ứng cử viên nặng ký để thay thế cho Vincent Kompany tại Bromley. Tuy nhiên, trước lời mời gọi của quỷ đỏ, cựu tiền đạo của Hà Lan đã đồng ý. Trong khi đó, mùa giải vừa qua, Rini Haki đã giúp Goa Hit về thứ 9 ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Vị chiến lược gia năm 2 tuổi được ban lãnh đạo của MU đánh giá rất cao và hứa hẹn có thể giúp ích cho Erik ten Hag ở Old Trafford. Ở trường ngược lại, Benny McCarthy đã không còn gắn bó với Manchester United ở mùa giải tới, tương tự là trường hợp của Mitchell Van der Cụ thể, ký giả Fabrizio Romano xác nhận, trận lý của Erik ten Hag, Mitchell Van der rời Man United vì sắp hết hạn hợp đồng. Sự xuất hiện của Ruth van Nistelrooy đã được xác nhận 100%. Van der Gaat theo chân Erik ten Hag tới Old Trafford từ mùa hè năm 2022. Sau hai mùa giải, vị này rời đi khi quỷ đỏ có nhiều sự sao trộn trên băng ghế chỉ đạo. Here we go, mẫu của bản đứt Van der Beek giá rẻ như cho. Dony Van der Beek gia nhập câu lạc bộ Bundesliga theo dạng cho mượn vào tháng 1 năm 2024 với việc Phanh Phuốc còn quyền lựa chọn thực hiện thỏa thuận mua đứt chỉ với 12 triệu euro. Tuy nhiên, Phanh Phuốc đã thất vọng với kiểu sao của Ajax. Tiền vệ người Hà Lan chỉ ra sân 6 lần ở giải đấu hàng đầu nước Đức và không ghi được bàn thắng hay cung cấp pha kiến tạo nào. Do đó, Manchester United buộc phải tìm cách bán Donny van der Beek khi phanh Phước quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt trong hợp đồng cho mượn cầu thủ này vào mùa giải vừa qua. Hợp đồng hiện tại của Donny van der Beek với Manchester United chỉ còn một năm, do đó Quỷ đỏ phải bán tiền loại này để tránh mất trắng vào mùa hè tới. Sau tất cả, Man United đã thành công trong việc bán đứt van der Beek. Cụ thể, ký giả Romano xác nhận Donny van der Beek gia nhập Girona, Huy Wigo, Thỏa thuận thành công với Manchester United chuyển nhượng vĩnh viễn với mức phí cố định 500.000 euro kèm theo một điều khoản bổ sung các điều khoản bổ sung sẽ mang lại cho manchester united số tiền lên đến 4 đến năm triệu euro ngoài ra các điều khoản bổ sung khác có thể khiến thương vụ tăng lên tới 15 triệu euro hợp đồng đến tháng 6 năm 2028 manchester united cũng có điều khoản nhận được khi giona bán van der beek trong tương lai như vậy manchester united sẽ thu về 500.000 euro nhưng sẽ dễ dàng bỏ túi 5 triệu euro cho thương vụ qua đó chấp nhận nợ khoảng 35 triệu euro Donny Van Der Beek cũng đã viết tâm thư chia tay MU trên trang cá nhân tiền vệ người Hà Lan chia sẻ gửi đến đại gia đình Manchester United hôm nay là một ngày đáng nhớ với tôi, là ngày hành trình của tôi trong màu áo của Manchester United kết thúc. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người vì đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Kể từ thời điểm gia nhập MU, tôi đã cảm nhận được sự chào đón của mọi người. Cảm ơn mọi thành viên câu lạc bộ vì đã cho tôi cảm thấy MU như một gia đình. Cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới tất cả các cổ động viên, những người đã biến thời gian của tôi trong màu áo câu lạc bộ trở nên không thể nào quên. Bên cạnh bóng đá, Manchester còn có một vị trí hết sức đặc biệt trong trái tim tôi bởi hai người con của tôi đã ra đời tại đây. Chúc tất cả mọi người may mắn. Chúng ta rồi sẽ gặp lại là do kế hoạch của Erik ten Hag cho Matic Den Theo nhiều nguồn tin, Erik ten Hag đã nói chuyện với Matic Den rằng ông dự định sẽ để anh chơi cùng Lisandro Martinez tại Manchester United. MU đang tìm kiếm ít nhất một trung vệ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và câu lạc bộ đã đàm phán với Bayern Munich về một thỏa thuận với Matic Den Cầu thủ 24 tuổi này sẵn sàng gia nhập MU và hợp tác với Erik ten Hag sau khi đã làm việc với ông trong hơn một mùa giải tại Ajax. Theo tờ Sunday Mirror, Erik ten Hag đã trao đổi với Den về khả năng chuyển đến MU và vạch ra kế hoạch cho chiến dịch ngoài Anh sắp tới. Nguồn tin trên cũng khẳng định Erik ten Hag đã thông báo với Danick rằng ông coi anh là đối tác trung vệ của National Martinez ở trung tâm hàng phòng ngự của MU và có kế hoạch chơi với sơ đồ 4-3-3. Kế hoạch của Erik ten Hag đã đẩy Harry Maguire xuống vị trí thấp hơn trong ưu tiên thứ tự trung tâm ở hàng thủ. Anh sẽ chỉ là lựa chọn thứ ba nếu man đỏ có Danick. MU hiện cho đang tự tin đạt được thỏa thuận với Bayern về mức phí chuyển nhượng cho Danick, người đang cùng đội tuyển Hà Lan tham gia sân chơi Euro năm 2024. Bayern Munich đòi hỏi mức phí chuyển nhượng 50 triệu euro cho Danick, người chỉ ra sân 16 trận ở Bundesliga một trước. Khi được hỏi về tương lai của mình tại Bayern Munich vào tháng trước, Đềnick cho biết: Tôi đã nói rõ ràng đây không phải là lúc để tôi nghĩ về điều đó. Chúng tôi đang chơi ở Euro và điều đó rất quan trọng đối với tôi và đội tuyển quốc gia. Đó là lý do tại sao tôi không thể nói bây giờ về chuyện tương lai. Nhưng điều tôi có thể nói bây giờ là tôi đã chơi một giải thứ hai của mình tại Bayern. Tôi rất vui. Hiện tại tôi đang tập trung vào Euro và sau đó chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra. Eric Ten Hag đang chơi với nửa chia sẻ với truyền thông, nhà báo Johan Denzelen tuyên bố rằng Eric Ten Hag đã chấp nhận rủi ro khi thuê một đội ngũ huấn luyện viên toàn người Hàn An Nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới, Erik ten Hag đã thực hiện những thay đổi về mặt nhân sự khi Rini Haki và Ruth van Yteloy gia nhập đội ngũ ban huấn luyện của Quỷ Đỏ. Ngoài ra, Manchester United cũng chuẩn bị trả tiền bồi thường cho Ajax Amsterdam để mua lại hợp đồng của huấn luyện viên thủ môn Ten Rogea, người muốn gia nhập câu lạc bộ để sát cánh cùng nhà cầm quân 54 tuổi. Tuy nhiên, theo nhà báo người Hà Lan, Johan Hansen, Erik ten Hag đã chấp nhận rủi ro lớn khi thuê một đội ngũ huấn luyện viên toàn người Hà Lan. Ông nói với truyền thông, Erik ten Hag đang đùa về lửa. họ đã làm điều đó ở Barcelona trước đây bạn chỉ có thể tồn tại nếu trở thành một nhà vô địch hoặc giành cúp châu Âu. Tôi hiểu tất cả rồi, có vẻ như ông ấy không thích đội ngũ hấn viên người Anh và đó là lý do tại sao ông ấy muốn toàn bộ nhân viên của mình là người Hàn An. Dini Haki cũng không thể biến ông ấy trở thành nhà vô địch đâu. West Ham cân nhắc chiêu mộ Wan Bissaka. West Ham đã cân nhắc chiêu mộ thêm một hậu vệ phải ở phiên trại hè này sau khi đồng ý bán Ben Johnson cho tân binh của ngoại hạng Anh Edwin Nguồn tin từ Kai Sport mới đây tiết lộ Wan Bissaka của Manchester United và Kai Walker, Peter của Southampton là những mục tiêu hàng đầu mà bố tạ đang nhắm tới cho vị trí này. Wan Bissaka hiện còn một năm hợp đồng với Quỷ Đỏ nhưng theo truyền thông Anh, đội chủ sân Trafford không hề có ý định gia hạn với cầu thủ 26 tuổi. Bởi huấn luyện viên Erik ten Hag muốn chiêu mộ thêm một hậu vệ phải có khả năng công thủ toàn diện hơn. Ở MU lúc này, Wan Bissaka chỉ đóng vai trò dự bị cho Diego Dalot. Hậu vệ sinh năm 1997 cập bến sân vận động Trafford từ Cardiff Tobanet vào mùa hè năm 2019 với mức giá 50 triệu bảng. Nhưng nhiều khả năng Man United sẽ không thể thu hồi vốn ở thương vụ này dù Wan Bissaka vẫn còn rất trẻ. Mức phí 30 triệu bảng có thể khiến các đối tác mạnh tay giúp Man United đẩy đi người thừa. Tuy nhiên, để có được chữ ký cầu thủ 26 tuổi, West Ham sẽ phải cạnh tranh gắt gao với đội bóng đến từ Thủ Nhĩ Kỳ, nổi bật là Galatasaray. Thậm chí đội bóng này đã cử đại diện đến Anh đàm phán với Quỷ Đỏ. Bên cạnh Wabisaka, phiên trại hè này sẽ chứng kiến nhiều cầu thủ sẽ phải khăn gói rời khỏi Old Trafford. Theo báo chí Sư Sử xứ bù, đầu chủ sở mới Sir Jim đã lên một danh sách gồm 11 cái tên khả năng sẽ bị tống khứ. Trong đó nổi bật có những công thần cộng cán như Christian Eriksen, Harry Maguire, Cod Martomine hay Mason Greenwood. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!